Xin chào tất cả mọi người. Đây là chương trình livestream buổi tối ngày 11 tháng 4 năm 2024. Hôm nay Vlog Minh Hải xin phép là sẽ chia sẻ với các bạn câu chuyện mà chưa ngày hôm nay mình đã mở ra. Nhiều người nói là có phải Hoàng Đức không? Mình đã nói với các bạn rồi, không phải Hoàng Đức. Cũng không phải Phạm Tuấn Hải. Và ngày hôm nay mình sẽ nói về câu chuyện liên quan đến Nguyễn Quang Hải. Nguyễn Quang Hải đang được các đội bóng Nhật Bản, những đội bóng mà uh, hiện nay thì người đại diện của Quang Hải đã xác nhận với Vlog Minh Hải vào ngày hôm nay 11 tháng 4 năm 2024 rằng Quang Hải không chỉ có một đội bóng săn đón mà còn còn có một vài đội bóng đang săn đón, bạn nói nguyên văn là như vậy. Và ngày hôm nay thì Vlog Minh Hải sẽ chia sẻ với các bạn câu chuyện này. Thực ra thì đại diện của đội bóng Nhật Bản đã bay sang Hà Nội để xem trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Indonesia tuy nhiên thì rất tiếc là trong trận đấu này thì huấn luyện viên philip chuse đã không cho quang hải ra sân và điều này thì ít nhiều ảnh hưởng đến cái cơ hội của nguyễn quang hải nguyễn quang hải vẫn đang đầu quân cho câu lạc bộ công an hà nội và sẽ phục vụ hết hợp đồng bởi vì chúng ta biết là hết mùa giải năm nay thì quang hải sẽ hết hợp đồng với câu lạc bộ hà nội à, khi quang hải trở về từ pô fc bạn đấy chỉ ký hợp đồng một năm rưỡi và đương nhiên rồi câu lạc bộ công an hà nội thì hiện nay vẫn là cơ quan chủ quản của quang hải điều quan trọng là người đại diện của quang hải đã xác nhận với vlog minh hải là quang hải đang được một số câu lạc bộ để ý và cũng thật trùng hợp thời gian gần đây cũng có thông tin rằng hoàng đức đang nằm trong tầm ngắm của đội công an hà nội như vậy là chúng ta thấy là có rất nhiều những thông tin mới ngày hôm nay mà vlog minh hải muốn chia sẻ với các bạn và trong chương trình ngày hôm nay thì mình cũng sẽ À, bù đắp cho mọi người bởi vì là buổi trưa ngày hôm nay mình không livestream được và đầu giờ chiều mình mới livestream và mình cũng chỉ livestream được có 30 phút thôi à, hôm nay cũng thế chiều ngày hôm nay cũng thế mình cũng vừa mới trở về từ một cái lớp học dạ chiến mình coi đây là một chuyến đi du học của mình để được mở mang nhiều thứ và ngày hôm nay thì rất mong Minh Hải sẽ cùng với các bạn chúng ta sẽ có được một cái chương trình thật là hay cảm ơn mọi người rất là nhiều hôm nay thì à, vì lúc đầu mình livestream mình không biết chứ là À, lúc đầu nó đã chạy mất độ khoảng tầm 3 bốn phút à, cuối cùng thì mình đã phải xóa nó đi. Chứ là các bạn ai chưa like các bạn nhớ like cho mình, ai chưa đăng ký các bạn nhớ đăng ký cho mình để kéo mắt nó lên. Nếu không thì sẽ rất là phí. Và hôm nay mình cũng đã nói với các bạn là thực ra thông tin này thì mình cũng đã biết rồi. Tức là à, đội bóng một đội bóng của Nhật Bản đã cử đại diện sang để để xem Quang Hải thi đấu nhưng mà rất là tiếc là Quang Hải lại không được ra sân trong trận đấu Việt Nam gặp Indonesia và hôm nay thì mình có hỏi người đại diện của quang hải thì anh cũng nói là không phải một mà một vài đội bóng đang muốn có quang hải à, anh nói là tôi chỉ tiết lộ được với bạn được đến thế thôi không tiết lộ được nhiều hơn và mình cho rằng như thế cũng là rất là nhiều thông tin với chúng ta rồi à, hôm nay sau khi buổi trưa ngày hôm nay mình livestream xong thì mình cũng hơi buồn bởi vì là có nhiều bạn nói là thông tin nó chỉ có gần đấy thôi mà minh hải cứ nhai đi nhai lại nhưng thật sự là hôm nay mình đã thấy rất nhiều những thông tin mới ấy nhưng mà không hiểu vì sao mọi người cứ nghĩ là đấy là thông tin cũ, chả hiểu. đấy nhưng mà thôi thì uh, chúng ta mình thì cũng sẽ cố gắng phục vụ các bạn, các bạn uh, muốn là được, mình cũng sẽ cố gắng để phục vụ các bạn được nhiều nhất có thể. và ngày hôm nay cái uh, thông tin liên quan đến quang hải mình cho là một cái thông tin rất đáng để chúng ta cùng nhau chia sẻ. Uh, điều đầu tiên là quang hải hết mùa giải năm nay sẽ kết thúc hợp đồng với công an hà nội. thứ hai nữa là hiện nay bạn ấy đang có một số đội bóng đang theo đuổi và trong đó thì có cả một đội bóng của nhật bản mình cũng không rõ là liệu quang hải có ra nước ngoài hay không khi mà vợ quang hải thì đang mang bầu và có thể là uh, quang hải cũng sẽ phải tính toán bởi vì cái chuyện là uh, đón một người con hay là uh, chăm sóc con như nào đấy thì nó cũng là một cái mà quang hải sẽ phải quan tâm uh, đối với mình thì nhật bản có lẽ là một cái giải vô địch quốc gia nó cũng tương đối là vừa sức với những cầu thủ việt nam những cầu thủ xuất sắc nhất của việt nam ví dụ như là quang hải hay là hoàng đức tất nhiên là sẽ phải cố gắng nó không đơn giản một tí nào nhưng dù sao đi chăng nữa nó cũng ít thách thức hơn là sang châu âu cho nên là mình nghĩ là đấy là một cái thông tin quan trọng và người đại diện của quang hải thì cũng chia sẻ với mình là nếu có thông tin mới thì anh ấy sẽ cập nhật cho chúng ta thì đấy cũng là một điều mà mình cảm thấy rất là tuyệt vời à, minh hải sẽ luôn luôn đi theo từng nhịp đập của thời sự cho nên là khi nào mà có thông tin mới thì mình sẽ báo với các bạn cái thông tin mới đôi khi ấy, nó chỉ nó chỉ mới hơn một tí thôi nhưng mà nó cũng đã mang lại chúng ta thêm rất nhiều những cái suy nghĩ rồi ví dụ như là liên đoàn bóng đá việt nam họ đã làm khác đi so với trước đây thì đấy nó là cái phương pháp nó đã khác rồi và đối với mình thì đấy là thông tin mới điều thứ hai là hoàng đức bây giờ thì không chỉ có một mình đội thép xanh nam định nữa và câu lạc bộ thể công việt thẹo sẽ phải tính toán thêm cả đội công an hà nội bởi vì các bạn cũng biết là nếu như trong trường hợp mà nam định vô địch thì Nam Định sẽ đại diện cho Việt Nam đó ở AFC Champions League và đương nhiên là họ phải cần có rất nhiều những cầu thủ giỏi và với một cầu thủ như Hoàng Đức thì không thể bỏ qua đấy, và cũng không loại trừ khả năng là Quang Hải biết đâu đấy lại nằm trong tầm ngắm của đội Nam Định trong mùa giải tới thì sao bởi vì Nam Định bây giờ rất chịu chơi rất chịu chi và thật sự họ cũng đã có một nền tảng tài chính rất là tốt đó thì mình nghĩ là với với cá nhân mình thì Thái Lích nó không phải là một địa chỉ hấp dẫn Đối với Quang Hải hay là Hoàng Đức Đấy, nếu mà các bạn ấy đi thì các bạn có thể Nghĩ đến Nhật Bản Hoặc nếu không thì các bạn ấy sẽ ở lại V-League Mình thì cho rằng là khả năng rất cao Là cả hai sẽ tiếp tục thi đấu ở V-League Đấy là cái phán đoán của mình đấy nhá Đây không phải thông tin mà đây là phán đoán của mình à, Bạn Độ Trường Nói là hôm nay anh Hải like muộn thế Thực sự là tối ngày hôm nay mình đã định không like nữa Mình định để ngày mai cơ Nhưng mà thôi à, Đi học về rồi thì cũng à, đi Cũng cố gắng tâm sự với mọi người một tí gọi là để cho mọi người đỡ nhớ và mình cũng 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 quen với cái nhịp này rồi cho nên là mình cũng muốn là sẽ tâm sự với mọi người nhưng mà hôm nay thì chắc là chúng ta sẽ trả lời câu hỏi nhiều hơn U23 Việt Nam của chúng ta thì cũng đã thi đấu xong cái trận giao hữu duy nhất chúng ta đã thua ở chấm luân lưu và huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn thì chuẩn bị cho những cái trận đấu chính thức ở Asian Cup à, ở xin lỗi các bạn vòng chung kết U23 châu Á thì nó cũng giống như Asian Cup dành cho nữ U23 và mình cho rằng là đây là một giải đấu rất là thách thức. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn gặp nhiều khó khăn hơn những gì các bạn tưởng. Bây giờ mà mình nói ra thì sợ nó nhụt chí. Đấy, nếu mà nói ra thì sợ là nó lại xảy ra những cái tranh cãi nó không đáng có, nó làm ảnh hưởng đến sự tập trung của các cầu thủ. Nhưng mà mình phải nói với các bạn là U23 Việt Nam gặp nhiều khó khăn hơn các bạn nghĩ. Và bây giờ rất nhiều cầu thủ được cho là trụ cột của U23 bây giờ, họ đều có những cái vấn đề khác nhau và thậm chí có những người uh, có vấn đề và họ cũng đã rút lui rồi. Đó chính là những điều mà mình cứ cảnh báo trước Để cho các bạn biết được rằng U23 Việt Nam của chúng ta chịu nhiều thách thức Và các bạn cũng nên ủng hộ cho U23 Việt Nam nhiều hơn Đó là những cái gì mình chia sẻ với các bạn như vậy Bạn uh, Youtube Tùng nó không thấy thông báo Đấy, mình cũng rất là buồn Bởi vì uh, giờ này bình thường ra nếu mà mình livestream được khoảng tầm 7 phút rồi Thì nó phải lên đến khoảng tầm 5-6 nghìn mắt Nhưng mà bây giờ thì chắc là các bạn một số người cũng đã đi ngủ mất rồi Thì thôi hôm nay uh, các bạn thông cảm cho mình mình sẽ cố gắng uh, livestream được khoảng tầm 30 phút hoặc là bây giờ thì mình bắt đầu trả lời câu hỏi. Các bạn có câu hỏi gì thì các bạn đặt ra. Mình sẽ còn cập nhật cho các bạn những cái thông tin mới hơn liên quan đến công cuộc uh, tuyển chọn huấn luyện viên trưởng cho đội tuyển quốc gia Việt Nam của Liên đoàn bóng đá Việt Nam và các bộ phận chuyên môn. Bên cạnh đó thì thị trường chuyển nhượng bây giờ đang là đang là rất hot bởi vì cuối mùa này thì Quang Hải hết hợp đồng và sang nửa mùa sau thì Hoàng Đức và Đức Chiến hết hợp đồng mùng 11 tháng 7 11 tháng 7 này thì Hoàng Đức sẽ được tức là còn chỉ còn 6 tháng hợp đồng tức là Hoàng Đức sẽ được đi đàm phán với những câu lạc bộ khác mà không cần sự đồng ý của câu lạc bộ thể công Việt theo. và mình biết là tới đây thì thể công Việt theo sẽ kích hoạt cái uh, kế hoạch đó là giữ chân Hoàng Đức bằng mọi giá gọi là bằng mọi giá thì không biết là có đúng hay không nhưng mà phải giữ bằng được bởi vì các bạn biết là Hoàng Đức chính là niềm tự hào của Thế công Viettel. Đây cũng là một trong những cái sản phẩm rất là chất lượng của lò đào tạo Viettel. <laughs> bạn Thuận bóng của nó là em chưa ngủ, đang chờ anh Hải nè, cảm ơn bạn rất là nhiều. Bạn uh, QF có nói là huấn luyện viên uh, Lyon Jin đang tiến hành ký hợp đồng với VFF đúng không anh Hải? Không đúng. Uh, mình nói luôn là huấn luyện viên Lyon Jin sang Việt Nam là ông đi du lịch. Và theo như mình hỏi một người đã gặp huấn luyện viên Leon Jin thời gian vừa rồi thì có nhận được câu trả lời là nếu như liên đoàn bóng đá Việt Nam mà mời thì khả năng thành công sẽ rất là cao. Đấy nhưng mà mình cũng không biết là đến bây giờ thì liên đoàn bóng đá Việt Nam đang tính toán như thế nào. Bởi vì là theo như mình biết thì trong tuần này từ giờ đến cuối tuần thì liên đoàn bóng đá Việt Nam và hội đồng huấn luyện viên quốc gia sẽ chốt lại cái tiêu chí Đấy những cái thông tin này thì mình nói rồi Mình sẽ không nói lại nữa Để tránh cái việc là mọi người lại bảo mình nhai đi nhai lại Các bạn có thể xem lại cái chương trình vào trưa ngày hôm nay Bạn Văn Nguyễn có nói là Vân Nguyễn nó là Văn Toàn to khỏe như thế Mà còn chưa được đá chính ở giải k League 2 Công Phượng cũng ngồi chơi ở Nhật Bản Mình nói với các bạn là khó Nhưng mà dù sao đi chứng nữa Nó còn đỡ áp lực hơn là sang châu Âu Đấy, mình nói là Nhật Bản và Hàn Quốc bây giờ là những giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Á rồi. Cho nên là nó không đơn giản Chả bao giờ là đơn giản cả Bạn Hồng Trần có nói là Quang Hải khôn thì ở lại trong nước mà đá Nếu sang Nhật lại lau ghế Là hết đời sự nghiệp đấy Mình cũng nghĩ là như vậy Mình nghĩ là nếu mà để an toàn hơn Thì thôi Quang Hải ở lại trong nước Bạn ấy sẽ có nhiều giá trị Và cũng công hiến được nhiều hơn Bạn à, T M có nói là mong anh Hải làm clip về những gì VFF đã làm được. Chứ anh nói VFF làm tốt nhưng thực tế lại khác xa so thì hơi thiển cận nhỉ? Phải không anh Hải? À, mình nói với các bạn là không thể kể hết được đâu, à, bởi vì là thực tế ra chúng mình cũng không biết hết được. Nhưng mà với những cái gì mình biết thì liên đoàn bóng đá Việt Nam đã làm rất tốt công việc của mình ít nhất là trong khoảng tầm uh, từ 2017 cho đến bây giờ. 2017 bây giờ đội tuyển Nam Các bạn thấy 2017 là chúng ta bắt đầu có có 2018 là có Thường Châu 2017 là có M150 Cup Chúng ta đánh bại Thái Lan ngay trên đất Thái Sau đó là chúng ta có Chúng ta có vòng chung kết U23 châu Á Chúng ta có ASEAN vào đến tận bán kết Chúng ta có Asian Cup vào đến tận tứ kết đúng không? Vô địch AFF Cup và hai lần giành Huy chương vàng SEA Games nếu mà các bạn cứ nghĩ là đấy hoàn toàn là do tài năng của huấn luyện Park Hang-seo thì đấy mới là đấy mới là không đúng liên đoàn thì họ đã phải rất cố gắng các bạn ạ. Rồi bóng đá nữ năm 2017 bắt đầu chúng ta kích hoạt cái kế hoạch World Cup và liên đoàn đã mời được huấn luyện viên Mai Đức Trung về. Và đấy chúng ta cũng đã đi dự được World Cup. Rồi chúng ta đã có hai lần dự World Cup Phút San rồi. Mình nói là nó không đơn giản đâu các bạn ạ. Cho nên đấy cũng là một cái công rất là lớn của liên đoàn. Rồi các bạn thấy chúng ta đi tập huấn Nhật Bản, chúng ta đi tập huấn ở Đức, chúng ta đi tập huấn ở Hàn Quốc, rồi lại trận đấu chúng ta đá được với Hàn Quốc. Nói chung là cái đấy nó không thể nào mà phủ nhận được công lao của 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 uh, lãnh đạo liên đoàn. Còn tất nhiên là ai làm cũng thế thôi, có lúc đúng có lúc sai, có lúc thành công có lúc thất bại. Thông tin cũng thế thôi, phóng viên nhà báo của mình cũng vậy. Có những lúc thì các bạn thấy đúng, có những lúc thì có thể là thông tin nó cũng chưa chuẩn lắm hoặc là nó có những cái thông tin nó nó bị bẻ lái. Trên là đấy, cái đấy là cái mà chúng ta nên chia sẻ với nhau. Như thế thì nó sẽ hay hơn. À, mình đồng ý là mỗi người sẽ có một quan điểm mỗi người có một góc nhìn chúng mình thì có thể là thuận lợi hơn mọi người là chúng mình nhìn thấy những cái gì mà liên đoàn làm nhưng nếu mà mình kể ra ấy, thì sợ là mọi người lại nói là ông này bưng bô ông này phải chạy dây liên đoàn nếu không phải sợ liên đoàn lại không cho lấy tin mình nói luôn là mình không sợ liên đoàn mình biết là quan chức liên đoàn xem chương trình của mình rất là nhiều nhưng mình chưa bao giờ mình sợ họ cả Đấy. nhưng cái quan trọng ở đây ấy, nếu họ làm được chúng ta phải ghi nhận họ làm được nếu họ làm được chúng ta phải ủng hộ họ còn nếu mà họ làm được chỉ bởi vì là chúng ta muốn kiểu là chỉ trích để lấy lòng các cổ động viên thì lúc đấy chúng ta mới là những người khốn nạn. Lúc đấy chúng ta mới là người phá nát nền bóng đá này. Chứ còn mình nói thật để cho một người nào đấy cho mình nể, cho mình phục, cho mình sợ thì khó lắm. Và thật sự ở đây là mình trân trọng những gì họ làm được. Đấy, đấy là cái đấy là cái tâm của mình chứ không phải là mình sợ. Mình nói luôn là trên đời này để mà nói là ai một ai đó sợ ai mình nghĩ là khó lắm. Và cái quan điểm của mình thì rất là rõ ràng Nếu đã làm thì làm cho ra tấm ra món Nếu đã làm phải làm đúng bằng cái tâm của mình Còn nếu không làm được nghỉ Đúng không ạ? Đóng máy, xóa kênh và đi làm công việc khác còn hơn Chúng ta chỉ sống một lần trong cuộc đời thôi Đừng sống thay cho bất cứ một ai Và cũng đừng bao giờ đánh mất mình Đấy, đấy là cái quan điểm cá nhân của mình Các bạn yên tâm về điều đó mình chả bao giờ mình sợ Anh Trần Quốc Tuấn mình có sợ không? Mình nói là mình không sợ Anh Trần Anh Tú mình có sợ không? Chả có lý do gì để sợ cả nhưng chúng ta nể những người họ làm được và khi chúng ta biết được họ làm được rồi thì chúng ta cố gắng ủng hộ họ hoặc là giúp cho họ làm việc tốt hơn. Đấy, đấy là cái quan điểm cá nhân của mình là như thế thôi. À, chào Minh Hải, chào cả nhà, like luôn đi cả nhà ơi, đúng rồi, ai chưa like thì các bạn nhớ like cho mình nhá. Vì uh, chương trình này uh, như mình đã nói với các bạn, chương trình này đã là chương trình thứ ba bởi vì mình đã xóa mất một chương trình rồi, nên là cái chương trình này nó không được đề xuất nữa, rất là sorry mọi người thuận bấm của nó là cổ động viên Nam Định nhà, chào đón Hoàng Đức. À, mình nói luôn là liên đoàn à xin lỗi các bạn à, đội thép xanh Nam Định. À, mình tin là sẽ phải lấy một tiền vệ tấn công. Nếu như không phải là Hoàng Đức không phải là Quang Hải thì có thể sẽ làm cầu thủ ngoại. Bởi vì là theo thông tin mà mình có được thì hết mùa này khả năng cao là Henrique sẽ rời câu lạc bộ thép xanh Nam Định để đầu quân cho một câu lạc bộ khác. Giang Hoàng của nó là Anh Hải vô Sài Gòn thấy nói khẽ nhỉ? Thực ra là mình sợ là nó sẽ ảnh hưởng sang các phòng bên cạnh Đơn giản là vậy thế thôi Bạn TM của nó là xin lỗi Xin lỗi tôi không tin vào VF Đấy là hoàn toàn là quyền của bạn Mỗi người có một quan điểm Mình tôn trọng quan điểm của bạn TM Bạn không tin liên đoàn ok Bạn yêu cầu các lãnh đạo của liên đoàn Đoán Việt Nam Từ chức mình cũng ok luôn Nhưng với tư cách là một người làm nghề Với tư cách là một người đã theo cái bộ máy liên đoàn này hơn 20 năm Thì mình nói luôn là Đây là một trong những bộ phận mình nói luôn là đây là cái nhiệm kỳ mà mình thấy là hay nhất kể từ khi mình bắt đầu theo dõi liên đoàn cho đến bây giờ. Ngày xưa thì mình uh, theo dõi mình mình chuyên trách vào uh, đội tuyển quốc gia, mình chuyên trách V-League và mình chuyên trách liên đoàn. Đấy, chứ còn tổng cục tổng quốc là mình không có không 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 có chuyên trách. Cho nên là các bạn yên tâm là tất cả những cái gì họ làm đấy không bao giờ qua mắt được bọn mình. Họ làm ai là người làm tốt, ai là người làm không tốt mình biết cho nên các bạn thấy là ngày xưa khi mà mình nói là đội tuyển việt nam có sóng ngầm mọi người lại bảo ông này bắt đầu phá đám đây sao không dám nói thẳng nói toẹt ra thì mình các bạn thấy cuối cùng các bạn thấy rồi đúng không và mình cũng đã từng nói với các bạn là huấn luyện viên philip chu nếu như trong dịp thua cả hai trận đấu viên indonesia khả năng cao là sẽ mất chức mặc dù chúng ta biết được rằng là ông chu với liên đoàn có một cái cam kết là đến hết vòng loại thứ hai lúc đấy mới xem lại hợp đồng đấy thì các bạn thấy là đây như là có nhiều cái thông tin không thể nói toẹt ra được hoặc là cổ động viên siêu vip pro max là ai thì mình cũng chỉ nói với các bạn để các bạn hiểu được à có một người rất to sẵn sàng đứng bên cạnh liên đoàn để giải quyết việc đó thôi chứ còn nếu mà nói toẹt tên ra là nó không có lợi các bạn ạ thậm chí là nó có thể gây nguy hiểm cho mình mình không sợ nguy hiểm nhưng mà nếu mà chúng ta biết nguy hiểm rồi mà vẫn lao vào thì như thế là chúng ta không phải là người làm việc thông thái đấy là quan điểm cá nhân của mình thôi cảm ơn mọi người rất là nhiều mình thì mong là mọi người sẽ hiểu mình bởi vì các bạn biết rồi trong cuộc đời này thì uh, cố gắng bởi vì chúng ta chỉ sống một lần thôi cố gắng làm tốt nhất công việc của mình và nó cũng uh, ví dụ như là ngày hôm nay mình đã chủ động nhắn tin cho người đại diện của quang hải để đỡ phải xảy ra những cái vụ việc giống như trước đây Đấy, ví dụ như là trước đây các bạn thấy không mình nói là quang hải về công an hà nội bạn ấy cũng phản đối mình nói về cái chuyện tiền bạn ấy cũng phản đối Xong rồi mình cũng chia sẻ với bạn đấy về cách làm thế nào đấy Để Quang Hải có ITC và chính bạn đấy cũng nói với mình Là tao cảm ơn mày vì xem chương trình của mày xong Đúng 3 tiếng sau thì Quang Hải có ITC 3 tiếng hay một tiếng rưỡi mình nhớ cũng không rõ lắm Đấy nhưng mà đấy Thì thật sự luôn là nhiều khi chúng mình cũng có cách Chúng mình cũng có ý tưởng Bởi vì sao mình mình nói rồi là huấn luyện viên Philip Chu rất là thân với lãnh đạo của POFC Liên đoàn bóng đá Việt Nam có mối quan hệ rất tốt với liên đoàn bóng đá Pháp Thì cái việc là Quang Hải mà mà lấy được ITC về nó là cái chuyện rất là đơn giản chỉ cần nhờ một phát là ok ngay đấy bản tứ Lưu Văn có đó là tin nóng muộn cũng like cho nó nóng hổi anh Hải ơi thực ra thì cái thông tin này chiều ngày hôm nay mình thì mình biết từ ngày hôm qua nhưng mà chiều ngày hôm nay mình mới nói chuyện với người đại diện của Quang Hải thì bây giờ mình mới lên sóng để phục vụ các bạn nên các bạn cứ yên tâm nhé bạn nho nguyễn của nó là fan tây, ninh chúc sức khỏe anh hải nhé cảm ơn các bạn mình thì đang livestream tại thành phố hồ chí minh các bạn đang xem ở đâu thì các bạn các bạn comment cho mình biết là xem là các khán giả của vlog minh hải đang ở đâu nhá cảm ơn mọi người rất là nhiều trưa ngày hôm nay mình có hỏi các bạn một câu là các bạn có ủng hộ thầy ly lên làm huấn luyện viên trưởng đội tuyển việt nam hay không thì mình đã thực sự là mình đã rất bất ngờ bởi vì cái số lượng người ủng hộ thầy ly là quá lớn và điều đấy có nghĩa rằng cái quan điểm của mình về việc là chúng ta lựa chọn thầy ly là rất được rất là hợp với ý của người hâm mộ đó bạn quốc hà có nói là cây ngay không sợ chết đứng cứ thẳng đường mà đi em đồng ý em cảm ơn anh đấy cũng chính là cái phương châm sống đấy cũng là cái phong cách làm việc của em à bạn tiến mách là ở cần thơ này bạn lê tấn là ở quảng ngãi này ngọc hải là ở nam định này hùng lâm là ở an giang này bạn việt nam football là ở hà tĩnh này ui bạn th vũ có nói là ở cộng hòa liên bang đức ủng hộ thầy ly tuyệt vời cổ động viên nam định đang ở thành phố hồ chí minh anh ơi bạn thuận bấm cảm ơn bạn rất là nhiều năm nay thì chắc là nam định vô địch thôi mình nghĩ là cũng khó mà có thể tuột chức vô địch ra khỏi tay của nam định được điều mà mình uh, mong nhất bây giờ là các cổ động viên nam định đừng vì một trận thua của câu bộ thép xanh nam định mà các bạn không ủng hộ đội bóng nữa hoặc là các bạn có thể các bạn đừng tấn công các cầu thủ hay là tấn công ban huấn luyện bởi vì lúc này là lúc mà Nam Định đang cần các bạn hơn bao giờ hết Đây là một giai đoạn khá là nhạy cảm của mùa giải Nếu mà Nam Định vượt qua được cái khúc này Thì mình nghĩ là cái cơ hội vô địch nó rõ ràng hơn rất là nhiều Khang Lê, USA, tuyệt vời luôn à, Bạn Lê Hào nói là cá không anh Cá là à, cá sợ gì mà không cá Mình ở Đức ủng hộ Thầy Ly, bạn Mích Thụy Cảm ơn mọi người rất là nhiều Cảm ơn mọi người rất là nhiều, đấy À, mình nghĩ là cái giấc mơ của chúng ta với thầy Park thì nó khó Nhưng mà theo các bạn là nếu Liên đoàn bóng đá Việt Nam mời thầy Park Thì theo các bạn là thầy Park có đồng ý không? Nếu mà có các bạn ghi là có Còn không các bạn ghi là không Để mình xem xem là các bạn có đoán được ý không? Bởi vì mình biết được rằng là huấn luyện viên Park Hang Seo và huấn luyện viên Jin sẽ được tiến cử Nhưng mà không biết là cái số phiếu nó có đông không? Bạn uh, DNGD có nói là Toronto Canada Good Night Cảm ơn bạn rất là nhiều Ở bên đấy thì đang là good morning rồi đúng không uh, Mình uh, chưa đến Canada bao giờ Mình cũng rất là mong đến Canada Em con nhà ông chú ruột của mình là đang ở Canada Mình mong một ngày nào đấy đến uh, gì nhỉ? Nova Mình cũng nghe thấy bảo ở đấy hải sản ăn rất là ngon Cảm ơn mọi người rất là nhiều Bạn Phúc Hoàng của nó là anh Minh Hải Em rất thích kênh của anh Cảm ơn mọi người uh, Mình cũng sẽ rất là cố gắng mình nói là rất là cố gắng để cùng với các bạn chúng ta kiến tạo nên một cái không gian thật là tốt. Mình mặc dù đi học nhưng mà vẫn luôn luôn cố gắng cập nhật những thông tin mới nhất cho các bạn và vẫn chia sẻ với các bạn đấy. À, đó cũng là điều mà Minh Hải rất là mong để à, tất cả chúng ta đều cố gắng mà, đúng không? Bạn QT có nói là à QF Thầy Park vẫn còn nặng tình với Việt Nam lắm. VBP chào mời thay đổi Chào mời thầy, chào mời thầy sẽ đồng ý thôi Cảm ơn bạn rất là nhiều Trần Trung Dũng có nói là em của đội viên Nam Định luôn đồng hành cùng đội bóng Nam Định Mong anh Hải về thiên trường vui lắm à, Mình cũng về nhưng mà thật sự là thời gian gần đây ấy là mình cũng nhiều việc Và đội Nam Định thì bây giờ các bạn biết là họ đá rất là nhiều cảm xúc Phóng viên đến rất là đông Bạn Lý Sơn Trương nói là anh ở Thụy Điển ủng hộ Thầy Ly Ôi Chứng tỏ là các khán giả của Việt Nam ở, à, của Vlog Minh Hải ở nước ngoài nhiều nhỉ. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Các bạn có câu hỏi gì thì các bạn đặt ra nhá. Mình sẽ trả lời các bạn ở phần sau của chương trình. Và đây vẫn là Cao Ba Long một sản phẩm giúp chúng ta điều trị yếu sinh lý ở nam giới. Các bạn nam bị yếu sinh lý qua thời kỳ đỉnh cao hoặc bị giảm chức năng đàn ông vì bất cứ lý do gì, do tuổi tác, do áp lực, do công việc thì chúng ta hãy sử dụng Cao Ba Long nhé Đấy, Cao Ba Long đây. Các bạn nhìn thấy đây, các bạn cắt ra làm 30 phần set 3 sau đó cắt ra là 10 Thế là chúng ta sử dụng được luôn Cực kỳ xịn xò luôn Đấy à, Nó sẽ giúp cho Những người đàn ông của chúng ta Là sẽ tăng cường cái sức khỏe về mặt sinh lý Kéo dài thời gian của người đàn ông Và cũng kéo dài cái tuổi thanh xuân cho chúng ta Và bây giờ chúng ta sử dụng Thì về sau lớn tuổi Chúng ta giảm được nguy cơ bị đau lưng, đau xương, đau cơ, đau khớp Giảm được nguy cơ bị thoái hóa xương liếc, Loãng xương và thiếu canxi Và giảm nguy cơ bị gãy chân, gãy tay, gãy xương đây chính là những cái tác dụng mà chúng ta nên sử dụng cho người lớn tuổi Nhà chúng ta có người lớn tuổi thì bị đau lưng, đau xương, đau cơ, đau khớp Thoái hóa xương, loạn xương hoặc là bị gãy chân, gãy tay, gãy xương Sử dụng co ba long này cực chuẩn luôn Các cháu nhỏ bị còi xương, suy dinh dưỡng, chậm lớn, biếng ăn hay khóc nhà Thì co ba long nó sẽ hỗ trợ cho các con phát triển bộ khung Để về sau cải thiện cả thể lực lẫn thể hình Thứ ba là nó giúp các chị em, phụ nữ điều hòa lại nội tiết tố Đấy, Để cho nó chuẩn xác và đều đặn như chiếc đồng hồ, như thời còn con gái và mình vẫn nói là các chị em mới sinh con thì lưu ý Cao Ba Long nó sẽ giúp các chị em củng cố lại Các bạn biết rồi là sau 9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau Cơ thể của các chị em chắc chắn là nó sẽ có rất nhiều vấn đề Đấy đúng không? Bây giờ là lúc mà nó sẽ siết lại cơ thể của các chị em 9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau Đúng không? Rồi trong quá trình thai kỳ bao nhiêu dưỡng chất cơ bản chúng ta truyền hết sang cho con Thì đẻ con ra xong rồi chúng ta sẽ bị thiếu chất Đây là lúc Cao Ba Long sẽ hỗ trợ các chị em Là luôn luôn khỏe khoắn, chắc chắn và vững vàng nó lại còn điều hòa lại nội tiết tố cho các chị em để đưa các chị em về thời như là thời còn con gái số điện thoại mình để trên logo 02477778877 và website là đông á shop vn đây là đông trùng hạ thảo một sản phẩm giúp chúng ta kéo dài tuổi thọ vì nó bổ sung thêm dưỡng chất dưỡng chất này bổ nhưng không béo cực kỳ tốt cho sức khỏe luôn đấy nó còn nó còn sinh ra những tế bào tốt để kích hoạt cho tất cả các cơ bắp của chúng ta luôn luôn được đảm bảo Đấy, cơ bắp luôn luôn săn chắc thì cơ thể luôn luôn tráng kiện. Đấy, ngoài ra thì nó còn bồi đắp đến tất cả các bộ phận trên cơ thể nha các bạn nhé. Thứ hai nữa rất là quan trọng luôn, đó là nó giúp cho chúng ta là kích hoạt cái cơ chế tự hàn gắn nội thương. Chỗ nào mà có cái sự đứt gãy về mặt tế bào nó nối liền vào. ở đâu mà các bạn thấy nó có vấn đề liên quan đến uh, khối u nó lấp đầy khoảng trống mà khối u để lại, hay là ai đó đã trải qua phẫu thuật thì nó sẽ bịt kín cái khoảng trống mà dao kéo để lại trên da thịt của chúng ta thứ ba đó là tăng cường hệ miễn dịch cơ thể của chúng ta được bảo vệ bởi một vòng tròn miễn dịch bệnh tật tấn công hệ thống phòng ngự của chúng ta nó sẽ đẩy lùi bệnh tật nhưng cùng với thời gian cùng với quá trình lão hóa chúng ta sẽ yếu đi hệ miễn dịch của chúng ta cũng sẽ yếu đi và dần dần là hàng phòng ngự chúng ta bị xé rách bệnh tật nối đuôi nhau tấn công chúng ta như đi vào chỗ không người như là đối diện với khung thành bỏ trống lúc này thì đông trùng hạ thảo sẽ phát huy khả năng một là gì nó tăng cho chúng ta cái hệ miễn dịch bởi vì sao cơ thể sinh ra được một triệu kháng thể thì đông trùng hạ thảo chi viện một triệu như vậy là hệ thống phòng ngự chúng ta tăng lên gấp đôi đúng không ạ tăng lên gấp đôi nó giống như kiểu đang bảo vệ khung thành bởi 11 người bây giờ bảo vệ khung thành bởi 22 người đấy là lý do vì sao các chuyên gia các bác sĩ luôn khuyên chúng ta nên dùng không có bệnh cũng nên dùng dùng rất là dễ thứ hai là nó sẽ giúp cho các bạn tăng sức đề kháng đấy và đây chính là điều mà những người lớn tuổi cần, những người đang ốm, những người đang bị bệnh, những người bị uh, bệnh khó chữa hoặc là cần chế độ chăm sóc đặc biệt về sức khỏe thì đây chính là sản phẩm mà các bạn nên dùng một sản phẩm giúp các bạn sống lâu và một sản phẩm giúp các bạn sống hạnh phúc, sống khỏe, sống hạnh phúc số điện thoại mình để trên logo 024 7777 8877 và website là đông shop vn các bạn alo đến số điện thoại này để được tư vấn miễn phí từ công dụng cách dùng cách bảo quản tất cả mọi thứ mức giá này là mức giá thấp nhất mà mình đã đưa cho các bạn được rồi các bạn chỉ việc alo thôi còn tất cả mọi thứ để mình hải lo cảm ơn các bạn rất nhiều đô thơm ông park khôn lắm đố liên đoàn mời được chỉ có thầy ly là hợp lý thôi tôi ủng hộ thầy ly độ thơm nghĩ sao nếu như mà các bác ở trên trung ương à, mời à, bạn nghĩ sao nếu bầu đức mời bởi vì ở việt nam huấn luyện viên park hang seo có rất nhiều những mối quan hệ thân thiết nhưng mà mình thì không muốn là vì mối quan hệ thân thiết thế chúng ta lại đẩy người ta vào một trạng thái khó xử. Cho nên là mình hy vọng rằng là thầy Park sẽ cùng với cùng với bóng đá Việt Nam cho dù ở bất cứ cương vị nào thì thầy cũng sẽ hỗ trợ cho sự phát triển của bóng đá Việt Nam. Mình nói luôn là thầy Park luôn luôn định hướng cho anh em cầu thủ, vẫn cho anh em cầu thủ chúng ta những lời khuyên. Tất nhiên là bây giờ không còn khuyên công khai như trước đây nữa. Nhưng mà bây giờ thì chắc chắn là thầy Park sẽ luôn luôn ở bên cạnh anh em cầu thủ. Bạn Văn Kháng Trần của nó tại sao Minh Hải ấy mặc áo mẫu mà vai rúm gió nhăn nheo, không hiểu do người hay do áo mà xấu thế, không chuẩn. Đầu em kéo lên nó thế đấy chứ. Đây. Mọi người nhìn em vì em khom em khom người vào này thì nó nhăn. Nhưng mà thực ra đây, nếu mà mọi người nhìn này nó lại đẹp ngay, đúng không? Đấy. Mọi người thấy ổn không? đấy nếu mà mọi người thấy ổn thì mọi người đánh cho mình tự ổn đây áo đây đừng nói là nhăn nheo áo này đẹp mà thực ra thì em đang like ở trong một cái phòng đây chính là cái rèm này em để cái rèm này để mọi người đỡ nhìn thấy cái uh, tường ở đằng sau thôi để nó hứng chọn cái ánh sáng cho em thế thôi đơn giản như vậy thôi chứ còn uh, nhiều khi em cúi người xuống thì nó sẽ bị nhăn chứ còn thực ra áo này nó không nhăn mà áo lụa nhật bản sao không nhăn được nguyên việt hoàng đó nói tình hình học đến đâu rồi ok nói chung là hai ngày vừa rồi em đi học thật sự luôn là em mở mang rất nhiều và em cũng hy vọng là nó sẽ giúp cho công việc của em sau này tốt hơn bạn uh, tim gala có nói là mình ở cộng hòa séc ủng hộ thấy chú ruột của mình đang ở cộng hòa séc uh, nhung lê có nói là không ai nghe Những ai không nghe thì Minh Hải chia sẻ thì rời khỏi, còn đừng có nói là Minh Hải nhai đi nhai lại là mỗi mỗi người là sao không việc, không sao đâu em biết mà hàng triệu người follow em thì cũng phải có một vài người chửi chứ đúng không? Chả bao giờ có ai mà được ủng hộ tuyệt đối cả. Em rất là hiểu điều đấy cho em cũng cảm thấy bình thường. Hay là ví dụ như hôm nay có bạn bạn ấy nói là cái kênh top top của em ấy nó bị nhạt quá thì em bảo là đây em đưa thông tin thời sự thì nó chỉ được đến thế thôi, chẳng hạn em lại thêm mắm thêm muối vào thì nó không còn là thông tin chuẩn nữa. Đúng không ạ? Nó lại mang tính giật gân câu khách mất rồi. Em thì em lại không muốn như thế. Thì em có nói là nếu như mọi người mà thấy nhạt thì thôi mọi người đừng xem nữa bởi vì là em em không thể làm nó em không thể dùng những cái gọi là chiêu trò để em làm nó mặn hơn được. Bởi vì em muốn đưa thông tin là đưa thông tin đúng là thông tin xuất xưởng cho mọi người luôn. Nó là thông tin rất là mộc đưa cho mọi người thôi. <laughs> đơn giản là như vậy thôi chứ em cũng không phải là khó tính hay là ai nói cái gì thì dỗi không em gì dỗi 45 46 tuổi còn dỗi gì nữa Xuân Trường có nói là Minh Hải em trai bình luận viên Trần Long Vũ chào em em cả chào anh Trần Long Vũ à, bạn SGB có nói là chào Minh Hải dạo này Minh Hải đi học mình rất nhớ những giờ like của Minh Hải Chúc Minh Hải luôn mạnh khỏe hạnh phúc Và có những thông tin chuẩn xác cho những người hâm mộ Minh Hải Cảm ơn anh rất là nhiều Em sẽ cố gắng Tuấn Trần thực ra VFF hiện tại đang làm rất tốt trong lịch sử của Liên đoàn Tất nhiên trong cuộc sống sẽ có những sai sót khách quan Vì vậy chúng ta nên tin tưởng và ủng hộ Liên đoàn Em cảm ơn anh Tuấn Trần đã ủng hộ cho quan điểm của em Nhưng mà em các bạn biết rồi Quyền lực em không sợ, tiền bạc em không sợ Em không sợ cái gì cả Em chỉ sợ mình không ủng hộ đúng những người làm việc và em chỉ sợ là em không ủng hộ những người tâm huyết thôi Chứ còn thật sự mà nói là em Em có tư duy, em có thông tin Và mọi người cũng biết rồi Minh Hải là như thế Không phải bây giờ mà tấn công liên đoàn thì rất dễ Đúng không? Bây giờ chê liên đoàn rất dễ Gây áp lực cho ông này, ông kia mất chức Nó, nó chả phải là việc gì khó khăn Nhưng mà nếu mà như thế thì chúng ta đang không làm đúng cái trách nhiệm của mình đó là chúng ta ủng hộ những người tâm huyết, ủng hộ những người có khả năng làm việc và chúng ta xây dựng một nền bóng đá tốt. Mình nói luôn là ông Chu C Mình cũng nói thẳng luôn là mình chả có gì sợ với cả Mình biết là cái câu này của mình Sẽ đã được những người khác dịch cho ông Chu C Chả có vấn đề gì Ông nhìn thẳng vào mặt mình Mình nhìn thẳng vào mặt ông đấy Có gì đâu mà phải sợ Đúng không Cho nên là mình chỉ mong các bạn hiểu được rằng Là mình ủng hộ và mình trân trọng những điều gì mà họ đã làm Bởi vì cả một cái quá trình vừa rồi các bạn thấy là họ làm rất là tốt Bởi vì chính ông Chu Xê các bạn biết là chính ông Chu Xê Trước vô địch của chúng ta ở AFF Cup cái huy chương vàng ấy là huấn luyện viên uh, Park Hang-seo đã đeo vào cổ của chủ tịch Trần Quốc Tuấn tức là lúc đấy còn là phó chủ tịch phụ trách chuyên môn các bạn biết là nó không phải là đơn giản đâu và trong tim người ta ấy, luôn luôn có một cái sự ủng hộ lẫn nhau đấy là cái quan điểm của mình cảm ơn mọi người rất là nhiều quý trương mệt nghỉ đi em mai mốt làm cho khỏe nghe em dạ vâng em sẽ livestream thêm khoảng 10 phút nữa là em đi nghỉ bạn khánh Nguyễn trọng của nó là Minh Hải cứ nói đúng và phát ngôn chuẩn là được, miễn là không ba toác là ok. Em thì nói thật luôn, làm nghề nhà báo này biết 10 chỉ nói 3, 4 là đã là nhiều rồi. Chứ đừng bao giờ mà biết một mà nói 10 là chết ngay. Em nói thật luôn, mọi người thấy rồi đấy. Mà kênh càng lớn thì nó lại càng nguy hiểm. Đấy, các bạn biết là thời gian vừa rồi rất nhiều người cũng đã phải phải công nhận là Bóng đá Việt Nam đã trải qua một giai đoạn khó khăn. Đấy hay là kể cả là cái trường hợp của Đình Bắc. Mọi người thấy em xử lý không? Em nghĩ là nó nhân văn. Bạn uh, bơm tiến của nó là anh mà 45 tuổi á, em tưởng anh chưa 40, anh 45 rồi, anh sinh năm 1979 mà. Bạn Thiện Martin Nguyễn của nó anh Hải, anh có nghĩ thay vì bóc cả lứa U đi châu Âu tập thì quá khó VFF nên tập trung phát triển giải trẻ trong nước để cho các em các cháu được đá lick như ở châu Âu, ít tốn kém hơn anh thấy sao. Thực ra là vì sao mình muốn là bốc cả lứa đi châu Âu là bởi vì ở bên đó thứ nhất là cái điều kiện của họ là tốt hơn hẳn so với Việt Nam bây giờ. Cái 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 công tác đào tạo trẻ ở Việt Nam chúng ta là yếu đủ đường. Đấy, cơ sở vật vật chất cơ sở hạ tầng trình độ các huấn luyện viên thật sự bây giờ nó rất là kém. Thứ hai nữa là cọ sát, đối tượng cọ sát của chúng ta phải là những cầu thủ châu Âu. Chứ ở đây chúng ta chỉ đá với những cầu thủ Việt Nam thôi thì không ăn thua Mình nói thẳng là như thế Và chúng ta đây không phải là loại trừ mà mình nghĩ là nên làm song song Nếu mà chúng ta đi được cả lứa thì tốt Và song song với cái việc đưa cả lứa đi như thế chúng ta vẫn nâng cấp cái cái công tác đào tạo trẻ của chúng ta thì quá tốt Cảm ơn mọi người rất là nhiều Mọi người có ủng hộ với mình về cái quan điểm của mình về công việc hay không? Nếu mà các bạn ủng hộ thì các bạn đánh cho mình chữ ủng hộ Cảm ơn mọi người rất là nhiều Dung 1971 có nó là Minh Hải Dạo này đi học thêm gì thế Em học thêm mấy cái về chuyên môn thôi mà Nói chung là tới đây em sẽ Cố gắng làm tốt hơn công việc của mình Bạn Đào Phong Đào Bào Xuân Phong 1971 Ít like quá Like cho em nó đi cả nhà ơi Đúng rồi ai chưa like thì mọi người nhớ like cho mình Ai chưa đăng ký các bạn nhớ đăng ký cho mình Đấy mọi người thấy này ủng hộ bởi vì là hôm nay mình có đọc được mấy cái comment nó không được tốt Cho nên là những cái lời ủng hộ của mọi người như này là mình vững vàng hơn Và mình hiểu được rằng là mình đang đi đúng cái con đường Đấy, còn thật sự luôn Mình từ ngày xưa, từ hồi còn bé tí Mình đã được thừa hưởng một cái 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 nền giáo dục của gia đình Tức là luôn luôn phải sống đúng Luôn luôn phải sống lẫm liệt đường hoàng Đấy, và mình vẫn nhớ những câu nói của những người thân trong gia đình Đó là đừng để có tất cả mọi thứ mà lại đánh mất chính mình Thế là mình luôn luôn cố gắng như thế Sống cố gắng là sống một cách chính trực Sống một cách xây dựng Đấy, đấy là những gì mình mong muốn Cảm ơn mọi người rất là nhiều Đấy, hôm nay mà mọi người ủng hộ như này là mình rất là vui Còn tất nhiên là để mà nuôi sống bản thân Rồi nuôi sống các con Cho con một cái điều kiện ăn học Để trở thành những người có ích cho xã hội sau này Cũng như là đầu tư cho những cái, cái chuyến đi học Hay là đầu tư cho những cái đợt mình đi công tác rồi nuôi uh, ekip tất cả mọi thứ mình cũng cần có tiền và mình thì nói là mình không bao giờ xin donate của mọi người mà mình muốn là mang đến cho mọi người giá trị thì mình sẽ nhận được những giá trị giá trị đó là gì những sản phẩm rất là tốt với cái giá thấp nhất để các bạn chăm sóc sức khỏe hoặc là đảm bảo cái sự an toàn cho mọi người ví dụ như chiếc áo lụa nhật bản này chẳng hạn mềm mịn mượt mát và không nhăn bình thường ra các bạn không bao giờ mua được cái giá này luôn bởi vì nó là trên một triệu luôn bởi vì đây là một cái loại phân khúc khá là cao nhưng Vicento đã giảm cho các bạn 4, gần 40% Chỉ còn 639.000 thôi Và các bạn mua combo 3 chiếc Thì nó lại còn giá chỉ còn 1 triệu 398 000 Và các bạn sẽ còn được tặng một cái ví da cá sấu trị giá 1 triệu 598 000 Các bạn mua 3 chiếc giá 1 triệu 398 000 Được tặng 1 triệu 598 000 thế các bạn thấy nó xịn xò thế Các bạn vào vicento.vn Các bạn lại còn được một cái quyền Đó là tự thành lập combo Các bạn thích cái gì Nó nằm trong combo của bạn và các bạn mua càng nhiều các bạn được giảm giá càng sâu mua càng nhiều tặng quà càng lớn các bạn đến 240 trăm bốn các bạn cứ việc thử bình thường và nếu các bạn đọc phát vlog minh hải có thể thôi là sẽ được giảm giá thêm nữa số điện thoại mình để trên logo 0889333300 đấy và cái số điện thoại 0889333300 cũng là số điện thoại để các bạn mua cái Menhow v 8 hoặc là Menhow c 4 đây là con c 4 Đấy nó giúp cho các bạn bạn nhìn nó đẹp không Nó rất là đẹp luôn Các bạn để ở trong phòng khách hoặc để ở trên bàn tiệc lẩu Nó quá là tuyệt vời luôn Và vẫn được giảm giá đấy Một chiếc chỉ là 339.000 Các bạn mua 2 chiếc giá chỉ còn là 639.000 Nó có 4 ổ cắm và 3 cổng sạc Nhưng mà mình khuyên các bạn là nếu mà các bạn sử dụng nhiều ấy, Các bạn nên sử dụng con V8 này Con V8 này thì nó có 8 cổng 8 ổ cắm Và 4 cổng sạc Đấy nhưng giá của nó thì chỉ nhỉnh hơn một tí thôi Combo hai chiếc này là 639 nghìn Đấy nhà em combo này hai chiếc chỉ là 698 nghìn thôi Tức là các bạn thêm mấy chục Nhưng mà các bạn nhìn thấy là nó nhiều ổ cắm hơn hẳn Nó vẫn là con Menhau V8 huyền thoại ngày xưa Đấy, với cái loại đồng nguyên khối 3 ly Các bạn nó sẽ chịu được tải lên đến 4000 w Và các bạn cắm 2-3 lùi lầu ăn tẹt ga luôn Nó còn chịu được nhiệt lên đến 750 độ Các bạn thấy hay không? Đấy, và vì nó rất là bền Được một đổi một trong vòng 6 tháng Các bạn được bảo hành đến một năm Đấy, nhưng mà cái mà mình nói với các bạn Vẫn là anh chàng trung vệ áo đỏ ở đây Các bạn đi làm, đi chơi hoặc đi ngủ Nó vẫn thức Để đảm bảo cho các bạn là cái ổ cắm điện này Nó không bị cháy nổ Cứ có điểm nóng Tức là hơi nóng lên một tí nó cắt điện luôn Đấy, và nếu mà nó có nguy hiểm Nó cũng sẽ cắt điện ngay Để bảo toàn cái ổ điện này không bị cháy nổ Đấy, đấy có nghĩa là đảm bảo cho các bạn sự an toàn cho gia đình Mà gia đình là ai? Gia đình là bố mẹ, gia đình là vợ con Gia đình là khối tài sản mà các bạn đã mất cả một cả cuộc đời để tích góp Cho nên là chúng ta cố gắng nên giữ nhé Đấy một đôi này là giá là 698.000 Mình đã điêu cho các bạn cái giá thấp nhất Các bạn không mua được ở đâu cả Còn combo này hai chiếc là 639.000 Số điện thoại mình vẫn để trên logo 0889333300 Và website là manhouse.vn Mình thì rất là sợ liên quan đến cháy nổ Cho nên sử dụng cái này là cho nó an toàn các bạn nhé Các bạn mua là nó an toàn cho gia đình này Các bạn mua nó có lợi ích rất là lớn Và cũng mang lại cho mình một phần lợi ích Cái lợi ích của mình chính là Mang lại cho mọi người một cái lợi ích Đấy đơn giản vậy thôi Cảm ơn mọi người rất là nhiều Ngọc Nguyễn Văn xem là like và đăng ký cho Minh Hải luôn rồi nhé Chúc Minh Hải mạnh khỏe, phục vụ khán giả. Cảm ơn bác rất là nhiều. Bạn uh, In khiêm sướng có là Minh Hải khen Chu Dê uh, rồi mà phải về nước. Mình nói với các bạn luôn là giỏi nhưng không phù hợp cũng vẫn vứt luôn. Giỏi không phù hợp là vẫn vứt luôn. Chưa liên đoàn bây giờ họ đã sửa sai, họ lựa chọn cái yếu tố phù hợp lên hàng đầu. Ủng hộ Minh Hải, chúc em nhiều sức khỏe rồi phục vụ khán giả nhé. Cảm ơn uh, bác uh, Thị Thanh Thủy Trương. Cảm ơn bác rất là nhiều. Thu Bình ủng hộ Minh Hải, cảm ơn những thông tin rất đáng quý mang đến cho người hâm mộ. Đấy, những ai mà đang mắng những ai, thiểu số những người mà mắng mình là nhai đi nhai lại rồi thế này thế kia. Nhiều người nói là ông Minh Hải chỉ livestream câu view câu like để quảng cáo hàng để kiếm tiền. Thật sự như thế rất là tội cho mình. Bởi vì đấy hoàn toàn không phải là giấc mơ của mình. Bởi vì là nếu mà cuộc đời này, cả cuộc đời này chúng ta chỉ có cắm mặt vào để đi kiếm tiền thôi thì thật sự là chúng ta chưa bao giờ được sống đam mê của mình không phải là kiếm tiền, đam mê của mình là phá vỡ tất cả những giới hạn của bản thân và cố gắng cống hiến cho mọi người bằng tất cả năng lực của mình để một lần được sống trong cuộc đời này nó cũng không lãng phí. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Đó. Bạn Tony Trần phản ánh đúng thực trạng không vuốt ve, sống chân tình, sống chân chính bằng tiền tài trợ từ ngân hàng. Anh Minh Hải đang làm nghề rất tốt, nếu không muốn nói là tốt nhất. Cảm ơn Tony Trần rất nhiều em chỉ mong muốn em là người tốt nhất trong khả năng của em thôi em không dám so sánh với ai cả đấy vẫn là một thằng minh hải rất nhỏ nhoi ở đây không phải là em giả vờ khiêm tốn hay gì đâu nhưng em nói thật luôn em chưa bao giờ nghĩ mình là người nổi tiếng em không bao giờ nghĩ mình là người có tầm ảnh hưởng chả bao giờ em nghĩ mình là a là b là c em chỉ là một thằng minh hải rất bình thường sống giữa cuộc đời này thôi nhưng em đặc biệt là bởi vì em luôn luôn có một khát vọng rất lớn đó là phải nâng tầm bản thân và phục vụ mọi người ngày càng tốt hơn đấy thực sự là là cái tâm nguyện của em là cái mong muốn của em cảm ơn mọi người rất nhiều bây giờ minh hải xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người trong những chương trình tiếp theo lời cuối cùng trong live stream ngày hôm nay xin được cảm ơn chân thành đến tất cả mọi người đã luôn luôn ủng hộ bởi vì không có các bạn thì không bao giờ có minh hải ngày hôm nay và các bạn nếu nếu coi mình là một minh hải có sức mạnh thì sức mạnh của mình chính là được chắt lọc được liên kết được tổng hợp được uh, cộng hưởng từ chính sức mạnh của mọi người và em biết em đang phục vụ ai phục vụ mọi người phục vụ nền bóng đá việt nam này của chúng ta phát triển và em luôn luôn có tính xây dựng cảm ơn mọi người rất nhiều bây giờ em xin được chào tạm biệt